Whoa! Whoa! Yeah! Woo! Ok, ok. Và vẫn là sân ABCIS. Chân vẫn chưa khỏi, vẫn còn đau, chưa mổ ha. Như anh em nào muốn mua vớ giống mình thì lên phụ mô tả ha. Và nay mình có mặt đây tại ông này, ông đi làm, ở không có mang đồ để đâu anh, nên ra là mang cho bộ đồ hả, kêu là cần một cái quần trắng, đây quần trắng đá với một cái đội, nói chung là hôm nay đá với là đội của Warren. Đội Warren thì mặc áo MU màu đỏ, thì mình mang cho mượn một cái áo màu đỏ luôn. Đây là áo cầm nè, áo áo mặc vô địch AFF của đội tuyển Việt Nam 2018 nha. Đó, tại vì sao không? Tại logo này màu trắng nè, nó hợp với cái quần màu trắng nè chứ, vậy thôi. Cái viền trắng nữa cũng vậy. Áo của Ray Sport nha anh em, giờ không còn bán đâu. Nhưng mà anh em nào muốn mua sản phẩm nào khác của Rainforest thì cứ tất tần tật đều có trong phần mô tả. À, hình như bữa nay là đồng đội Warren chứ không có đó kén nữa vậy. Ừ, nay làm đồng đội Warren ha. Ok nha. Thầy đội nick thì vẫn miệt mài quay tới tóc trong kia. Sân thì trời mây rất là đẹp. À quên nữa, Messi đâu rồi? Mang cái áo Chivilla. Nay ổng mua thêm cái. Bán thêm cái nữa. Hai anh, cái. Cái siêu tích đã bạn. Muốn nghe không? Ồ, mặc đẹp vậy ta. Muốn nghe không? Có muốn nghe siêu tích không? Không, khoan, để ý là quần trắng với lại áo đỏ này đẹp nè. Đẹp đúng không? Chuẩn đúng không? Ok á. Sao siêu tích đó làm sao? Siêu tích là hôm trước mình nhận cái áo của chủ shop nè. Và giờ chưa về tới nhà nữa các bạn, ghé cái quán cà phê cái lôi ra mình xếp lại. Cái chủ quán nói, ủa sao áo đẹp vậy anh? Lấy em hai cái nha. Mình chưa hình mặt luôn bạn, chưa kịp mặt luôn các bạn. Ờ vậy là cái này sao? Này là giao cho chủ shop đó các bạn. Dạ. Trung gian bán giùm. Ok, cảm ơn Si nha. Ai thích thì nhớ mua. Nhớ mua áo Chivilla. Link dưới phần mô tả luôn. Nay mình tới hơi sớm để đưa đồ cho Messi. Thật ra lúc này là hai anh em đang tự so gắn nhau kìa. Đó. Và sau một màn đấu đá của Kim Messi với lại Nick Quy Trần thì Warren với Kim Messi đang đá giữa trọng kia tiếp. Và hai đội đã đầy đủ đây, một bên xanh và một bên đỏ. Bên đỏ là MU, bên xanh là Man City. Ok. Hình như là hai bên cũng quen nhau hết. Chắc chia ra đá hay sao? Ủa? Messi thắng hả? Ủa sao thắng được hay vậy? chơi thả kỳ vậy. Ok, giờ là màn đấu giữa Warren với lại... Wow! Màn đấu giữa Warren với lại Kim Messi. Mà nãy giờ Warren... Rất là nhiều bàn đẹp. Nhưng mà giờ mình mới quay. Wow, chạy anh nít hay. Ok, nít hay. Nãy có một pha đá ngay góc A rồi. Wow. Messi gặp ngay đối thủ. Quá dữ rồi. Quá dữ. YouTuber Warren sút quá kinh. Nhìn cơ bắp là biết là sút mạnh hơn Messi nhiều rồi. Lượt kế tiếp sao Si? Mọi người hai trái. Ok. Nick vẫn rất hay. Sao? Messi sút lại hả? Yeah. Ok.
đặc trưng của Messi thua xa Warren. Nãy giờ xem Warren đóng hai trái nào trái này chất lượng quá. Chà, thằng này đi không hiểm. Rồi vô cú mập. Bắn chim. Thôi cú mập phải nói đinh thành. Chứ kia Messi chỉ có khứa lòng thôi, chứ cú mập được. Thôi úp mu được. Messi and Ronaldo. Đội bạn đứng sẵn ba rào trước qua đình luôn. Không sút được thì về thôi. Còn qua bên đó luôn đi, bên này. À, nghiêng đủ. Đấy nè, đây em luôn bỏ. Come on. Pha chạm bóng đầu tiên là một cú sút nhưng chưa đủ hiểm. Rồi trước mặt. Trước mặt luôn nha. Rồi em trước mặt. Ô. Dễ vậy. Bắt quay về, anh bắt quay về đó, đừng cho bật lên. Ô. Tốt rồi, tốt rồi đó. Mấy nó. Hết. Trời ơi. Em mớm bổng lên được rồi. Em mớm bổng lên được. Hết đất. Ôi. Lỗi đây thuộc về cầu thủ áo không có số, không theo người và để cho số 5 đội bạn chống chải đối diện nít ở phía trong. Pha này nít cũng hơi bị bất ngờ. Quay xe ra đây, ok. Nhìn anh đây. Hết. Ok anh, ok anh. Sao anh ơi, Em được. Đó, nhìn không ai bằng. Luôn đi coi. Ờ bên của anh, đổ anh, chứ mà thôi. Ê, đứng chồng anh ơi, anh Quỳnh ra rồi. Ồ. Lên. Bốn. Thả đi anh. Yo!
Từ từ từ. Đúng rồi, đúng rồi. Good, good. Rồi, tốt rồi. Ném luôn đất, ném luôn đất. Đi. Đi người lại đây, đi người lại đây. Go, go, go. Good pass. Tốt mình thôi. Một pha phối hợp tốt giữa Warren và Kimessi. Các cầu thủ áo đỏ đã có bàn sang bằng tỷ số. Một đều. Anh Sinh nha. Ờ, đứng lại anh đi. Ồ. Ông anh bạn, giữ chơi, giữ chơi. Và đây là Tùng Ghét. Anh đi, anh đi, anh đi. Xa lưng. Bị hai, bị hai. Ồ. Anh Di ơi, anh Di, bắt đầu bắn lên. Ồ. Nam from. Warren đã có bàn thắng từ một pha đá phạt ở cửa ly gần giữa sân. Cú sút tốt và có hướng đi khá hiểm. Thủ môn đã không thể với được quả bóng này. Ồ. Góc quá, góc quá, tại góc tại chung chân rồi. Trời. In run up. In run up. Rồi. Ồ. Tốn gì? Rồi. Bỏ lên, bỏ lên. Bỏ lên. In run up. Bỏ lên. When I'm kid, when I see you in wrong up, I'm pass kid in wrong up. I'll go up, yeah. Yeah, in wrong up. You keep in wrong up. I'm pass is you. Muốn they around or they trước. Trước mặt, trước mặt, đè trước mặt, đè trước mặt. Đá thắng ngay cho Warren, Warren giữ quay thôi. Ok. Dư dư anh Sinh, 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 anh Sinh, anh Sinh, anh Sinh, anh Sinh dư nè, dư hai người, dư hai người. Rồi em đây. Rồi Tùng trước mặt thôi Tùng. Rồi hết, hết. Ok nít, hết nít. Ok. Không ai cao từ nít, không ai cao từ nít. À. An Tùng ơi. Yeah. Woo. Yeah. Chắc để Tùng lên đá giữa, em đứng dưới phụ. Tùng ơi, Tùng, bạn đá giữa với anh Quỳnh đi, mình về biên cho. Mình về biên cho, mình về biên cho để bạn đá gần qua đền cho. Tiếp tục là một pha xử lý tốt của Warren và đường kiến tạo vào trong. Tùng Gây sau đó đã dễ dàng hạ gục thủ môn đội bạn trong một pha đối diện. À, trận đấu này bị thiếu gì bàn thắng nên mình sẽ không đề cập nhiều về vấn đề tỷ số nha. Ok, Nick. Tôi đứt rồi. Ok. Anh Quỳnh. Ờ, đi bạn, lên bạn, lên bạn. Ôi. Hết, hãy sân, hãy sân. Ông mạnh, chân lưng, chân lưng. Chân lưng, em. Hết rồi, màu hết rồi, màu hết rồi. Màu hết rồi, màu hết rồi. Hết. Giữ anh, giữ anh. Ông mạnh quá đơn. Ở lưng, ở lưng. Hand the ball. Anh nhía thấy rồi. Ok. Thấy khó cứ em cứ ném dưới chơi. Từ từ đưa lên. Qua đền mà lời em cứ ném. Qua đền lời em cứ ném. Phải thấy mất bắn rồi chụp qua đền không. Ok. Bị sát lưng, sát lưng, sát lưng. Đơn giản anh Viên ơi. Giữ banh trên kênh Viên. Rồi đứng anh Quỳnh, đứng anh Quỳnh, màu mọc, màu mọc, Tùng màu mọc luôn, Tùng ơi, trước mặt luôn bạn. Warren left side. Rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Màu mọc. Ôi. Cảm ơn anh. Ok. Ô. Từ nít, từ nít, qua đoạn thấp rồi, hai bên, hai bên.
Hai em Sơn đây, hai em Sơn đây. Anh Quỳnh em gần hay gần. Ok hết. Nó đây. Sao lưng, bị hai. Nó quá nít. Hết anh xin rồi. Mọi anh xin hết rồi. Đủ rồi, anh xin lưng. Anh xin lưng. Ok. Anh Lâm. Wow. Cú vô lê khá tốt của Warren. Tuy nhiên bóng lại đi lệch sang ngang trong gang tấc. Hết rồi, đủ rồi, một. Ok Tùng ơi, chuyển bạn. Anh xin. Ôi. Yeah, you run. I'm pass to you. Sounds good pass. Yeah. You gotta go so easy. Yeah. Cú đá góc hẹp của CR7 Việt Nam, bóng đi siêu căng, tiêm thẳng vào cột dọc rồi lăn vào lưới. Phải nói rằng Warren dứt điểm cực kỳ tốt, nhưng mà để bạn ấy có được những cơ hội như thế này, đồng đội của Warren ở tuyến dưới cần phải có những cầu thủ làm bóng cực kỳ tốt, cỡ như Kim Messi thì mới có cơ hội, chứ không thì thật sự rất khó. Oh shit. Ây da. Ok, chen. Trúng mắt cá rồi, tứng. Đỏ xíu. Dạ. Ok. Yeah. Phải trái. Như đã vô trái đúng không? Ok. Rộng anh. Rộng gì? Ông bàn anh. Hết rồi. Tự nhiên. Hết. Ok. Thả luôn, thả cây bên luôn. Ok, một bên. Đẩy vô. Anh kia bên. Hai. Yeah. You get. Okay, I'm getting. Okay, yeah. I'll pass it to Young Suarez and Messi. Yeah. Suarez and Messi. Yeah. Got it. Em xuống. Warren nói gì Kim Messi mình nghe không rõ. Anh em nghe được thì nói cho mình biết với nhé. Yeah. Yeah. Warren muốn làm giống như Messi á, chuyền tay á. Rồi Suarez. I know. Hey. But mọi người biết. Không nghe rõ. Mọi người nghe rồi. Yeah. Ok, mình đọc tình huống đá bên này của Kim Messi tí xíu nhé. Khúc này chuẩn bị đá nè, thì thấy thủ môn sàn qua trái tí xíu nên đá hướng ngược lại hoặc bên ca là ghi bàn được thôi. Đá penalty chỉ đơn giản có thế thôi đó. Anh em có thể làm theo nhé. Rồi, hết anh. Rồi, một anh, hết rồi. Một bên. Bị hai. Hết rồi. Okay. Alo. Ok. Bung luôn. Rồi.
hết hết. Sao anh? Come in. Anh. Yeah. Hey, Edwin ơi. Be high. Oh. Oh. Yeah. Hey. Ném sai rồi, không có thẳng tay. Thẳng tay. Ném mà như vậy. Quay gan bên. Ok. Lên. Chú bên này. Hết vô, hết rồi. Ok anh Di. Sao lưng. Ê. Anh. Chết em. Ôi trời, đứng mình mà đá chế banh kỳ vậy. Hết rồi. Không. Anh Di đừng xô. Nga đứng lại là được rồi. Sầu sống á, đứng lại cái là xong rồi. Ở bàn thua này thì lỗi của ai thì anh em xem chắc cũng biết rồi ha. Quá rõ ràng rồi. Hãy cứ nhớ là vô banh vội vàng sẽ dễ dàng bị vượt qua. Vậy nha. Tùng vừa kêu đem quả Bundesliga Derby Star này vào đá. Thử. Đó, mình test thử quả bóng này. Tùng gây vừa kêu. Và sẵn đây, kim đo áp suất. Mình đo coi đủ độ căng để đá chưa. Ok. 0.55. Thế này là ok rồi nha anh em. Đã được nha. Anh em có thể bơm từ 0.5 đến 0.6 đều được nhé. Riêng cầu thủ chuyên nghiệp là chơi đến 0.7 luôn. Dạ, yeah, ai muốn mua kim bơm thì link bơm phần mô tả nhé. Yeah. Rồi, gửi Tùng ghét nhé. Đầu quá gặp bạn mình. Tắt kia bên đây. Wow. Sao lưng. Ôi. Mạnh luôn anh. Và lỗi trong tình huống này là lão tướng số 9 này đây, đưa một đường banh không có địa chỉ. Ok, đổi banh luôn nít. Và với cú sút như thế này không hiểu sao có thể vào lưới được. Nít ơi là nít. Máng sớm. Chậm nhịp đúng không? Nhanh nhịp đó, nhanh quá. Nó banh chậm nhịp. Gãy. Ok, một bình gì? Em. Sorry. Đúng rồi. Thôi giữa của em. Hết. Trời ơi, chơi còn gì em nữa. Cái bên đấy tướng lọt quá. Hay hôm nay trận á chứ. Và đây là cơ hội để Nick thể hiện. Ôi. À. Gấp quá. Từ từ. Oh. Well done. One in, one out. Oh, here. First here. Oh, yeah. Okay. Yuchi. What done. Muốn nhận banh ở đâu? Qua đành chỉ. Hoặc chỉ. Chỉ nha. À, qua đành chỉ. Sửa lỗi liền luôn. Hay sao mình? How hard the ball? Ok, làm lại nha Nick. Wow! Yeah! Go Nick! Yeah! Và mình lại tiếp tục đọc tình huống penalty này để chia sẻ kiến thức cho anh em biết nhé.
Cầu thủ đội bạn chuẩn bị đá thì Nick giả bộ sạc sang trái một tí để dụ đội bạn đá vào hướng bên phải. Và như rằng cầu thủ đội bạn đã dính bẫy. Good job Nick. Gần gần Nick đây, gần Nick đây. Nít nít, chú dưới. Đúng rồi. Bị hai. Oh, sorry, sorry, I didn't see you. Hai đi ơi. Quay anh bên. Kia bên. Ồ, bắn quá. Lũi trong anh, lũi trong anh. Qua lên. Cầu thủ số 9 đỡ bóng lỗi, biếu không một tình huống đối diện thủ môn cho CR7 Việt Nam. Và cự ly như thế này thì anh ấy không thể nào bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rồi. Chúng bỏ nè, chúng bỏ nè. Ô, gần chúng rồi. Ê, anh gì? Từ từ, sau đứng sau, đứng sau. Đúng rồi, gà thôi. Khoảng trống thì quá lớn, cú dứt điểm thì ngay góc A. Trong tình huống này thì Nick bó tay rồi, không cứu được. Chết rồi. Hết. Hey. Ôi. Anh em nhận định gì về tình huống này? Có thể comment cho mình biết với nhé. Dán tiếp ở ngoài vòng lại. Dán tiếp ngoài vòng, dán tiếp ngoài vòng. Đúng rồi. Dán tiếp anh, dán tiếp, trả về đúng không? Chụp dán tiếp. Two shot. Chắc bóng rồi. Đi, tao vô đây mày. Và không hiểu vì sao phút này mất ghi hình, cay thế nhỉ. Một mình bạn quay lên. Cái ban nãy truyền trước đỡ mệt ba kia. Nhiều lúc tôi quẫn mà. Long quăng mà. Cú dứt điểm bằng chân trái khá tốt của Tùng Gây và một bàn thắng nữa dành cho thủ Man Đỏ. Sao cái bên? Sao cái bên? Thao hình. Từ sau. Một mình. Rồi. Rồi. Ở dưới nhá. Ai! Gần cái gầm gầm gần các bạn, gần các bạn. Mạnh quá rồi, mạnh quá rồi. Rồi nghiêng về anh bên đó, nghiêng về. Đứng ngoài kìa. Hết. Tùng ngon hơn. Tùng không ai kèm hết. Tùng không ai kèm hết. Xuống đây. Ôi. Rồi em. Một mình. Ai, méo rồi. Sao nha. Ôi. Ê.
Này Yên Sinh ơi, học phát luôn. Ngón chân đau rồi. Ngón chân đau rồi. Trong Sinh, cho anh Sinh, đủ các bạn, trên hết rồi. Một mình quay. Người ơi. Coi nít. Cần quên không? No one. Tỷ số lúc này theo mình nhớ là Man đỏ ghét Man xanh 8-4. Sau đó khi Messi bị đau và ra nghỉ luôn, phần còn lại của trận đấu diễn ra không có thêm bàn thắng nào. Chiến thắng thuộc về các cầu thủ áo đỏ. Đá luôn nít. Trên hết rồi. Ok, trời đã gần tối rồi và mây rất nhiều phủ kín đây. Khi Messi thì ra nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Bị sao vậy? Bị giọng ngón chân tốn. Trời ơi, đá sân 7 mà anh em mang giày móng nhiều quá hả? Đúng rồi, cái đặc thù cái sân này gọi là thiết kế cho sân giày móng các bạn. Mình phải không? Phải thiết kế giày móng không? Cái giò cỏ rất là dày. Còn mình cũng mang cái giày cỏ nhân tạo nên không, cái cỏ này thì mang AZ thì hợp lý. Không, mang FG là ngon. TF cũng được. TF không bằng. TF không bám bằng. Nó dày hơn cái sân cỏ thật. Nhìn thấy ngoài đây nhìn vô cũng thấy nó khá là dày. Theo quan điểm của mình thì sân này mang giày TF hoặc AZ là hợp lý vì độ bám vẫn đủ nhưng vẫn có thể sử dụng gầm giày trong nhiều trường hợp. Mang FG sử dụng những kỹ thuật kiểm soát bằng gầm thì hơi hạn chế một tí xíu. Thôi, hôm nào làm một cái clip về chủ đề giày nhé. Thì thấy rồi, nãy giờ hầu hết đây ai cũng mang giày đinh cả. Có mình là mang giày. Đó. Tất cả anh em đây đều mang giày mỏng hết. Thì còn chân đâu? Đó, chạy ra ngoài sân nền xi măng kêu cụp. Sao, cảm thấy đá đây, trận này đá với lại qua rình thấy sao? Ủa, quay lần siêu tốt quá. Hầu như họ hồi nãy đấu với Qua Rình đâu có đấu lại đâu. Không có cửa các bạn ơi, sức Qua Rình mạnh quá. Không có cửa luôn. Cái bắp chân, cái lực bắp chân Qua Rình rất là tốt, cực kỳ tốt. Mình mà muốn được vậy mình phải tập giống như là mấy cầu thủ chuyên nghiệp các bạn. Mình duy trì nhiều quá thì mới ra đá bằng Qua Rình được. Chứ nói thiệt, nếu mà một vài cầu thủ chuyên nghiệp vô đá cũng chưa chắc mạnh bằng Qua Rình đâu. Nếu mà cầu thủ chuyên nghiệp mà là những tay á thì mới ra có thể sánh được. Nhưng mà về lối đá thì chắc Qua Rình không... Đúng rồi, so về cách đá thì Qua Rình vẫn đang ở cái tầm cầu thủ phong trào chứ không có được. Với lại hình như là chỉ đá ở đây chắc chỉ là đi ở trên xong có người làm banh cho rồi dứt điểm thôi chứ không có lui về đá theo kiểu tiền đạo cấm gì. Đúng rồi. Qua Rình đá đúng tiền kiểu tiền đạo cấm. Cái đội của Qua Rình đang thi đấu hiện giờ là cũng là các bạn chỉ có phong trào vui thôi chứ không có là cái đội chuyên nghiệp. Có người làm banh ngon thì mới ok được. Hiện nay có Messi vô làm banh ngon quá rồi. Có khi Messi làm banh quá sao ngon rồi. Đá ngồi cái mình xuống mình đá hậu vệ luôn rồi. Thôi đá tin được. Thôi đá vui mà. Ok. Một trận banh vui vẻ, mồ hôi chung với team của Qua Rình ha. Nhưng mà vô trong đó thi đấu thì rất là nhiệt nha các bạn. Mặc dù là phong trào nhưng hai bên đá với nhau rất là nhiệt luôn. Không ngại ra chạm, tập tới luôn. Mình mới vô tập. Ủa như nghe nói đá đồ trà sữa vậy mà. Đúng rồi, đá thua xong, trà sữa nè, phải xong. Ráng đá chứ. Nói vui vẻ không quạo thôi, đá độ là vô mềm hết á. Không muốn thua đâu anh em á. Nói vui vẻ không quạo hả, chắc mấy anh em hơi hơi xào á. Xào thấy rõ luôn á. Nói vậy thôi, ai cũng muốn thắng, đá banh mà ai muốn thua đúng không? Dạ. Rồi, về đi. Nếu em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Và đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới nha. Phạm Thi, chào, gặp lại. Bye bye.